Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cũng như tình hình lũ lụt trên thế giới đang rất nóng hiện nay. Sau đây là những bản tin chính mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, mưa lớn ở Đà Lạt sạt lở vùi lấp 2 người thiệt mạng. Rạng sáng nay, ngày 29 tháng 6, do mưa lớn kéo dài, tà luy của một công trình đang xây dựng trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt đã bị sạt lở, vùi lấp người và nhà cửa phía dưới. Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 2 giờ sáng, khi người dân đang ngủ thì nghe tiếng đổ rào rất lớn, sau đó bị cúp điện. Một bờ tà luy cao sạt trượt xuống vùi lấp một lán trại có công nhân đang ngủ và ít nhất 3 căn nhà phía dưới. Có ít nhất 2 công nhân đã bị vùi lấp, một số người ở căn nhà phía dưới đã được cứu thoát. Phía dưới bờ tà luy, một căn biệt thự có diện tích khoảng 400m² bị đổ nghiêng, 2 căn nhà khác bị ảnh hưởng. Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng do vụ sạt trượt đất. 4 người được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương, được triển khai để tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả. Mưa lớn kéo dài trên diện rộng trong những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở nhiều nơi ở Đà Lạt. Tại địa bàn phường 3, thành phố Đà Lạt đã có hơn 10 điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp đến các công trình nhà dân. Chỉ riêng tại đường Đặng Thái Thân đã có tới 6 điểm sạt lở, trong đó có một căn nhà đã bị sập, rất may đã cứu được 3 người trong nhà. Và một căn nhà khác đã hỏng chân và có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào. Cũng tại đây, nước mưa còn gây sạt lở tỏa ly, uy hiếp đến 3 căn nhà của người dân dưới thấp, trong đó có một căn nhà bị sụp một phần. Tại đường Đống Đa có một căn nhà bị sập hoàn toàn. Tại đường An Bình cũng có căn nhà cấp 4 bị sập. Nỗ lực tìm kiếm cứu nạn 2 nạn nhân bị vùi lấp. Tới 9 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 6 năm 2023, hàng chục cán bộ chiến sĩ trực thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an thành phố Đà Lạt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng khác vẫn đang nỗ lực tìm kiếm dưới lớp đất đá tại hẻm đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Lạt, nơi đang có 2 người bị vùi lấp phía dưới. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn do căn nhà hàng trăm mét khối đất vùi lấp lên trên, đất nhão và dính khiến cho việc đào bới, múc bỏ lớp đất dày này bị cản trở. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Theo Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, vụ sập tà luy kinh hoàng trên xảy ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 29 tháng 6, gây sập một ngôi nhà bị nghiêng, 2 căn nhà khác bị vỡ tường, chôn vùi 2 người. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hồng Vẹn, sinh năm 1978 và ông Phạm Khánh, sinh năm 1976, đều thường trú tại tỉnh Phú Yên, công nhân ngủ lại để trông coi công trình. Ngoài ra, tại thời điểm trên, trong ngôi nhà bị nghiêng có 5 người đang ở trong nhà, 3 người đã kịp thời thoát ra ngoài, 2 người bị mắc kẹt. Đến 4 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành giải cứu những người đang mắc kẹt ra ngoài an toàn. Các ngôi nhà còn lại bị ảnh hưởng bởi vụ sập tà luy. Tại thời điểm xảy ra chưa có người sinh sống, sạt lở tăng gấp 3 lần, An Giang khẩn trương ứng phó. Ngày 29 tháng 6, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Thư đã ký công văn 755 Ủy ban Nhân dân KTN gửi Thủ trưởng các cơ sở, ban, ngành, tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó thiên tai. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn An Giang đã xảy ra 14 vụ mưa, dông, lốc, sét, làm một người bị chết do bị sét đánh, 146 căn nhà bị sập và tốc mái, 54,34 hecta lúa, hoa màu bị đổ ngã, làm tốc mái nhà kho, trại quán của người dân. Đồng thời đã xảy ra 44 điểm sạt lở, sụt lún, rạn nứt đất bờ kênh rạch dài 2.188m, ảnh hưởng 79 căn nhà cần di rời khẩn cấp và nhiều công trình, vật kiến trúc khác. So cùng kỳ năm 2022, sạt lở tăng gấp 3 lần. Năm 2022 xảy ra 15 điểm sạt lở, sụt lún, rạn nứt đất bờ sông, kênh rạch chiều dài 757m, ảnh hưởng đến 12 căn nhà. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả đối với hình thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, và 3 sẵn sàng phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại đáng kể đối với người và tài sản khi bị thiên tai xảy ra. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra, bao gồm lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã,
dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và tổ chức cá nhân tình nguyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy và huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó thiên tai trong trường hợp thiên tai xảy ra trong phạm vi từ 2 xã trở lên, hoặc khi nhận được yêu cầu trợ giúp của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện được quyền huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức cá nhân trên địa bàn và các tổ chức cá nhân tình nguyện để ứng phó thiên tai. Căn cứ vào loại thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra, Ủy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện, Ban Chỉ huy ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự cấp xã, cấp huyện nơi xảy ra thiên tai quyết định lựa chọn một hoặc một số biện pháp phù hợp để áp dụng trong số các biện pháp cơ bản ứng phó đối với ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất. Các biện pháp ứng phó cơ bản gồm sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển tàu, thuyền, phương tiện nuôi trồng hải sản trên sông, kênh, rạch ra khỏi khu vực nguy hiểm, thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đối với nhà cửa, công sở, bệnh viện, trường học, kho tàng, công trình và cơ sở kinh tế, an ninh, quốc phòng, chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất, hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm trên sông, kênh, rạch, khu vực và tuyến đường bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở đất và khu vực nguy hiểm khác, tìm kiếm cứu nạn, chữa những người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai, huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai. Đà Lạt cứ mưa là ngập, vì đâu? 4 nguyên nhân chính được các chuyên gia chỉ ra là do diện tích nhà kính quá lớn, bê tông hóa nhanh, hệ thống thoát nước cũ và thời tiết ngày càng bất thường đang khiến thành phố Đà Lạt ngập nặng mỗi khi mưa to. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương nạo vét và có những biện pháp cần thiết để chống ngập ở thành phố này. Những giải pháp này được đưa ra sau cơn mưa trưa ngày 23 tháng 6 khiến Đà Lạt lại ngập sâu trong nước. Đà Lạt ngập không còn là chuyện lạ. Nằm trên cao nguyên Lâm Viên, có độ cao 1.500m so với mực nước biển, có nhiều ao hồ và suối để tiêu thoát nước nên trước đây hiếm khi Đà Lạt bị ngập. Tuy nhiên, bây giờ điều đó không còn lạ. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, cơn mưa cường độ lớn kéo dài khoảng 1 giờ vào trưa ngày 23 tháng 6 tại trung tâm thành phố đã khiến 3 vị trí bị sạt lở, 9 cây xanh bị gãy đổ và nhiều khu vực ngập úng. Một số đoạn đường như Phan Đình Phùng gần suối Cam Ly, vòng xoay Bùi Thị Xuân, khu quy hoạch Ôn Volley 3 tháng 2, ngay cả đường Trần Quốc Toản bên cạnh Hồ Xuân Hương cũng bị ngập một số đoạn. Nhiều người dân sống gần đoạn ngập đường Phan Đình Phùng không hiểu chuyện gì xảy ra khi tuyến đường này vừa được mở rộng, nâng cấp hệ thống thoát nước. Nước đỏ ngầu từ con suối Cam Ly tràn lên nhanh lắm. May mà buổi trưa nên chúng tôi mới kịp thời đổ lên cao, nếu là ban đêm đang ngủ thì chắc chắn không kịp trở tay, bà Tám Linh, người dân có nhà trên đoạn đường này kể lại. Theo hướng bà Linh, phóng viên đi dọc suối Cam Ly từ trước chung cư Mạc Đĩnh Chi đến Tô Ngọc Vân, rồi men theo đường Tô Ngọc Vân dọc nhánh suối dẫn về Phan Đình Phùng. Càng đi, con suối càng nhỏ, nước tuôn càng mạnh, nhiều đoạn nước chảy xiết, màu đỏ quạch. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết nguyên nhân thành phố Đà Lạt ngập hôm 23 tháng 6 do mưa với cường độ lớn, tập trung chỉ trong 1 giờ. Lượng mưa đo được ở các phường là gần 60mm, làm nước đổ nhanh về các khu vực trũng thấp đến tiêu thoát nước không kịp. Để hạn chế ngập úng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt chỉ đạo các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương nạo vét, khơi thông hệ thống mương thoát nước, đặc biệt là các khu vực trung tâm xảy ra ngập vừa. Các đơn vị thi công dự án hạ tầng trên địa bàn giải pháp thi công phù hợp, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, không để vật liệu, cát, đá tràn xuống mương cống thoát nước gây ách tắc dòng chảy. Trong 5 năm trở lại đây, thành phố Đà Lạt thường bị ngập nặng mỗi khi mưa lớn, đặc biệt trận mưa chỉ kéo dài trong 30 phút ngày 1 tháng 9 năm 2022 đã làm trung tâm thành phố Đà Lạt ngập trong nước, có nơi ngập gần 1 mét. Càng ngày, số lượng những lần thành phố Đà Lạt bị ngập càng nhiều, cần giải pháp đồng bộ. Kiến trúc sư Võ Kim Cương, nguyên phó kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh, nhận định thời tiết thất thường, các cơn mưa lớn xuất hiện chỉ là một trong những nguyên nhân gây ra ngập úng thành phố Đà Lạt. Thời tiết cực đoan và là việc có thể dự báo và làm sao có thể thích ứng được với vấn đề này. Theo ông Cương, nguyên nhân ban đầu cần nhìn rõ là đô thị Đà Lạt đã có lịch sử hơn 100 năm. Trước đây quy mô còn nhỏ nên hạ tầng thoát nước cũng tương ứng. Hiện nay thành phố Đà Lạt đô thị hóa nhanh, bê tông hóa nhanh, trong khi hệ thống thoát nước không chạy theo kịp dẫn đến ngập úng. Nguyên nhân không kém quan trọng là diện tích nhà kính của thành phố Đà Lạt quá lớn, trải dài từ các phường trung tâm ra ngoại ô,
mưa rơi xuống thì đất thấm xuống nước, không thấm được nữa sẽ chảy ra hệ thống thoát nước. Giờ đây, nhà kính rất nhiều, mưa không thấm xuống được đất tại chỗ, nên chảy vào kênh mương rồi đổ về Đà Lạt, ngập là không tránh khỏi, ông Cương phân tích. Tiếp theo, ý thức người dân về rác thải, duy tu bảo dưỡng, thường xuyên khơi thông dòng chảy, không tốt cũng tạo nên chuyện Đà Lạt bị ngập. Theo kiến trúc sư Cương, việc Đà Lạt đang cố gắng giảm thiểu diện tích nhà kính là một phần giải pháp về lâu dài, cần nhiều năm và không ít khó khăn, cần kết hợp các giải pháp ngắn hạn khác mới phần nào hạn chế được tình trạng ngập úng ở thành phố Đà Lạt. Đà Lạt cần phải nâng cấp hệ thống thoát nước, giờ đây không còn theo kịp tiến độ quá trình đô thị hóa. Tuy nhiên, việc này nói thì dễ nhưng làm rất khó và tốn kém. Do vậy, cần đầu tư trước ở những khu vực trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để dần dần hoàn thiện. Ông Cương nói, còn trước mắt, khi chưa thể nâng cấp hệ thống thoát nước thì phải thường xuyên nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy, vận động người dân không xả rác, nhất là rác thải ni lông để cống rãnh không bị chắn nước, bồi lấp thì mới mong hạn chế phần nào tình trạng ngập úng ở Đà Lạt. Đà Lạt sắp tới sẽ mở rộng lên nhiều lần. Một chuyên gia trong quy hoạch đô thị cho rằng phải đưa việc chống ngập úng cho thành phố Đà Lạt vào quy hoạch tổng thể. Nếu cứ để ngập chạy sau đô thị hóa như nay thì việc khắc phục sẽ càng khó khăn và tốn kém. Di rời khẩn cấp 13 hộ dân dọc kênh Thanh Đa do sạt lở. 13 hộ dân sinh sống dọc kênh Thanh Đa, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu di rời khẩn cấp để tránh thiệt hại do nguy cơ sạt lở ven kênh. Sau khi kiểm tra sự cố lún sụt đỉnh kè tại kè chống sạt kênh Thanh Đa vào ngày 26 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ hiện trạng, nguyên nhân thiệt hại và giải pháp gửi đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của đoàn kiểm tra cho thấy vị trí nguy cơ sạt lở nguy hiểm nằm ở bờ phải kênh Thanh Đa, cách hạ lưu cầu kênh khoảng 50m, về phía thượng lưu 120m, chiều rộng từ đỉnh kè đá hiện hữu vào trong bờ khoảng 10m. Đỉnh kè đá khu vực bị sụt lún có xu hướng dịch chuyển về phía kênh, xuất hiện vết nứt các đỉnh kè đá hiện hữu khoảng 10m. Đoạn nguy cơ sạt lở gây hư hỏng khoảng 120m kè, khu vực nhà dân bên trong bị lún nứt, một số căn nhà bị nghiêng về phía kênh, ảnh hưởng trực tiếp đến 13 hộ dân sinh sống giáp khu vực đỉnh kè. Các hộ dân bị ảnh hưởng nằm tập trung ở hẻm 886, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh. Cơ quan chức năng xác định sự cố xảy ra với những cơn mưa lớn và chiều cường gây bão hòa nước khu vực bên trong đỉnh kè, tạo ra áp lực nước lớn. Khi mực nước hạ xuống thấp nhất sẽ gây ra nguy cơ sạt lở đất theo lực của dòng nước rút đi. Ngoài ra, nhà dân xây dựng cách đỉnh kè 3,5m cũng làm giải trọng, tăng thêm nguy cơ sạt lở. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh di dời khẩn cấp 13 hộ dân bị ảnh hưởng nói trên và rào chắn khu vực này, bố trí lực lượng trực gác thường xuyên không cho người dân ra vào. Ngoài ra, đơn vị cũng yêu cầu Trung tâm Quản lý Đường thủy đo đạc lòng sông đánh giá nguyên nhân gây sạt lở và đề xuất giải pháp khắc phục hậu quả. Trong tháng 6, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ phải sông Sài Gòn vào tháng 7 tới. Dự án được đầu tư gần 106 tỷ đồng để khắc phục đoạn có khả năng sạt lở dài 100m, rộng 7m. Thông tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi đến hết chương trình của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, share và nhấn chuông đăng ký để cập nhật những tin tức mới nhất trong chương trình tiếp theo của chúng tôi. Còn sau đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.